Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Gói Chọn Thiên Nhiên vào Mâm Cơm Việt với Nồi Đa Năng Amway Queen. Đã rất lâu rồi Hà Anh không có những cái buổi nói chuyện hò hẹn với cả bạn bè. Và hôm nay nhân một ngày đầu đông xe lạnh, Hà Anh đang chuẩn bị hái rất là nhiều loại rau để chuẩn bị cho mâm cơm hò hẹn mùa đông. Mọi người cùng theo dõi Hà Anh nhé. Chỉ khoảng 30 phút nữa thôi là bạn Hà Anh sẽ đến và Hà Anh sẽ chọn một cái món ăn vừa nhanh, vừa dễ chế biến và đặc biệt phù hợp với cả mùa đông. Đó chính là món lẩu cá chua. Vì mâm cơm hôm nay là mâm cơm tụ tập bạn bè nên Hà Anh sẽ lấy tên là mâm cơm hò hẹn mùa đông. Mời các bạn cùng vào bếp và chuẩn bị món lẩu cá chua cùng Hà Anh nhé. Món lẩu cá chua Hà Anh thực hiện với nồi Amway Queen. Lẩu cá chua là một cái món ăn vô cùng giàu chất dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, dễ hấp thụ, đặc biệt là một cái món ăn rất là thuận tự nhiên, không chỉ với miền Tây Nam Bộ và với toàn bộ nước Việt Nam chúng ta, bởi vì cái tính địa lý phủ sông ngòi, phủ dọc toàn bộ Việt Nam của chúng ta. Mặc dù là một cái món ăn rất là giàu dưỡng chất, dễ dàng hấp thu, dễ dàng tiêu hóa, nhưng lại chế biến với một cái cách vô cùng dân dã. Với một cái nước dùng mà hôm nay Hà Anh hướng dẫn các bạn làm lẩu cá chua thì có thể sử dụng được với tất cả các loại cá, vừa cá đồng, vừa cá biển. Nó chỉ điều chỉnh một chút xíu thôi bởi vô cùng dân dã. Nhưng với những cái kinh nghiệm đã ngồi cùng với cả bạn bè ở rất nhiều các cái mâm hò hẹn rồi thì Hà Anh có xu hướng chọn những cái con cá ít xương. Và hôm nay thì Hà Anh sẽ lựa chọn đó là cá điêu hồng, nhiều thịt, ít xương, dễ dàng ngấm và vị không quá cá tính, có thể dễ dàng phù hợp với tất cả mọi người. Nguyên liệu để làm lẩu cá chua của ngày hôm nay thì Hà Anh sử dụng những cái thứ rất là gần gũi với cuộc sống bình thường. Đây là lá giang, đây là giấm bỗng. Mình có thể sử dụng hai cái vị chua đặc trưng để tạo nên cái nước dùng lẩu của ngày hôm nay. Bạn cũng có thể sử dụng từng loại một tùy theo khẩu vị. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng rau ngổ, rau cải, đậu bắp, cà chua, dứa, bông súng, kèo nèo, cải xanh, cải mơ, giá, hoa chuối. Tất cả những cái này khi mà làm một cái nồi lẩu riêu, nó xen kẽ vào nhau, tạo vị, bổ sung cho nhau, hỗ trợ cho nhau, tạo nên một cái món lẩu cá chua với một cái hương vị vô cùng hoàn chỉnh. Để thực hiện cái lẩu cá chua này, chúng ta có 4 bước vô cùng đơn giản. Bước đầu tiên là chúng ta sơ chế cá. Bước thứ hai là sau khi sơ chế thì chúng ta lấy xương để xào phi thơm cùng với cả hành tỏi để chúng ta đun nước dùng cá. Sau bước đun nước dùng cá rồi thì chúng ta lấy cái nước dùng đó, và bước thứ ba là chúng ta bắt đầu nêm nếm gia vị. Bước thứ tư là chúng ta sẽ thả những cái rau tạo vị chua và nêm những cái đầy đủ vị chua và cùng với rau vào để có một nồi lẩu cá chua trọn vẹn. Và bây giờ thì cùng Hà Anh thực hiện bước đầu tiên. Cá này thì Hà Anh đã sơ chế phía bên ngoài rồi, tức là mình đã xoa giấm với cả muối để cho nó sạch cái phía bên ngoài rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần có xương ra để cho chúng ta chuẩn bị làm nước dùng. Phi lê xong rồi thì chúng ta sẽ tách cái phần xương này ra. Chúng ta sẽ giữ cái đầu cái đuôi như thế này để trang trí cho đẹp. Còn cái phần cá này thì chúng mình sẽ cắt ra làm các cái miếng vừa ăn. Cắt sao cho cái mảng cá, cả cái phi lê cá của chúng ta nó còn giữ nguyên được mảnh thì sẽ rất là đẹp. Chỉ với một vài đường dao, một vài thao tác và sắp đặt thì bạn đã có một cái đĩa cá rất là đẹp mắt. Và bây giờ thì chúng mình cùng đi làm nước dùng cá. Chúng mình sẽ cho dầu, phi thơm, hành tỏi. Với bước phi thơm hành tỏi này thì chúng mình làm cho cái hành, cái tỏi nó hết hăng đi. Xong rồi bắt đầu cho xương cá vào đảo cùng. Cho xương cá nó săn, nó xe bề mặt. Và cái bước này chính là một cái bước khử tanh của xương cá khi mà làm nước dùng. Thì khi xương cá săn thì chúng mình sẽ cho nước sôi vào. Bây giờ thì xương cá đã săn rồi và nó đã được áp các bề mặt lại để giảm cái độ tanh rồi. Thì mình sẽ cho nước sôi vào.
chúng ta sẽ đun xương cá trong vòng khoảng 10 tới 15 phút cho ra nước ngọt của xương cá. Sau đó thì chúng ta sẽ đi đến bước thứ 3, đó là nêm nếm gia vị. Xương cá thì đã đun được 15 phút và bây giờ chúng ta bắt đầu nêm nếm gia vị cũng như là tạo màu cho món lẩu cá chua. Muối, hạt nêm thì có thể tùy khẩu vị của gia đình bạn, các bạn có thể lựa chọn cho hoặc không cho. Mắm, một chút xíu để cho cái gia vị này nó tan ra và chúng ta sẽ đi tạo màu cho cái nồi lẩu cá chua này. Hánh thì không muốn sử dụng những cái bước đầu tiên để xào cà chua bởi vì không muốn cà chua nó nát ra ở trong cái nồi lẩu riêu cá. Nhưng bây giờ thì mình có thể thả cà chua và sa tế vào để tạo màu. Nếu như chúng ta muốn có một cái màu đỏ đậm hơn, hồng hơn ở trong cái nồi lẩu riêu cá thì chúng ta có thể dùng dầu điều đảo cùng với cả cái sa tế này. Nếu như sa tế của chúng ta không đủ dầu, hoặc chúng ta cũng có thể dùng màu điều để xào vào ngay cái bước mà chúng ta phi thơm hành tỏi khi mà bạn thích cái lẩu cá chua của bạn có một màu đỏ đẹp mắt. Bây giờ thì nồi lẩu của chúng ta đã có một cái màu rất là đẹp mắt rồi. Chúng ta sẽ đi vào cái bước thứ tư là tạo cái vị chính cho cái nồi lẩu cá chua này. Đó chính là tạo vị chua. Thì chúng ta có thể cho sấm mỗng, lá giang, dứa. Đặc trưng của một cái nồi lẩu cá chua thì chính là chua và cay nhẹ. Cho nên chúng ta cũng không thể quên được một chút ớt vào trong nồi lẩu. Và cuối cùng là ngổ. Nước lẩu đã hoàn thành, chúng ta có thể nếm với vị ngọt của cá hồng và vị chua ngọt của dứa rất là thơm. Đây là một cái mùi vị mà Hánh vô cùng yêu thích khi mà nghĩ tới món lẩu chua cá. Hôm nay là Hánh làm với cá điêu hồng thì cái công thức này sẽ là tuyệt vời cho những cái cá nước ngọt và cá nước lợ. Nếu như bạn thích ăn với cá biển thì bạn có thể thêm khoảng 10ml nước chanh và thêm khoảng 10g sa tế nữa thì cái công thức này sẽ rất ngon đối với cả lẩu cá chua với cá biển. Và bây giờ thì chúng ta cùng đi bày món lẩu thôi cả nhà ơi. Một món ăn ngon, một mâm cơm ngon cũng không được xem nhẹ cái quy trình bày, mặc dù nó rất là đơn giản. Bạn chỉ cần đặt nồi lẩu vào giữa bàn, cá và rau xếp xung quanh cùng với nước mắm cốt và bún là chúng ta có thể bắt đầu một bữa lẩu rất là ngon. Và thế là mâm cơm hò hẹn mùa đông của Hải Anh đã hoàn thành. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.